Lam vốn được nhiều khán giả biết đến là nữ MC, diễn viên xinh đẹp, năng lượng của showbiz Việt. Nhưng từ khi sinh con, cô cũng hạn chế xuất hiện trước công chúng vì bận phải chăm cặp rồng sinh đôi. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thú nhận, hôm nay tỉnh mộng mới biết mình thật ngây thơ. Kèm theo đó là đoạn clip mới nhất tâm sự về khó khăn khi lần đầu làm mẹ. Cựu hot girl than thở về sự khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế của một bà mẹ bỉm sữa. Cô từng hình dung ra cảnh làm mẹ nhàn rỗi, thoải mái tận hưởng khoảnh khắc ngắm nhìn các con và đắp mặt nạ dưỡng da bên cạnh hai thiên thần nhỏ. Nhưng thực tế lại khác xa một trời một vực. Sam chia sẻ lại hình ảnh ngồi ôm dỗ con khi bé khóc đêm và phải thay tã cho bé khi con quấy khóc. Cô chỉ kịp vấn vội tóc để kịp bế con. Các bà thấy cảnh này có quen không? Từ hồi làm mẹ tôi không có chút thời gian nghỉ ngơi nào, không có đêm nào được ngủ tròn giấc. Nào là thay tã cho con 3 đến 4 lần cho con ti, con ngủ là tỉnh giấc luôn rồi. Hai bé nhà tôi còn hay bị hăm tã nên rất hay khó chịu và quấy khóc. Nhìn tội lắm luôn, làm tôi xót ruột. Nữ diễn viên bộc bạch. Người đẹp cũng tiết lộ thêm, sẵn là một người kỹ tính rồi mà từ khi làm mẹ tôi còn tăng gấp đôi sự kỹ tính lên nữa. Những sản phẩm dành cho con tôi chỉ chuyên dùng những đồ tự nhiên, an toàn và lành tính thôi. Trước đó Sam cho biết, từ ngày ở bệnh viện về tới nay cô chưa có thời gian mở TV, không biết chương trình truyền hình hay bộ phim nào mới, dù trước kia hễ về tới nhà là cô bật TV xem. Từ cô gái độc thân bước vào ngưỡng cửa hôn nhân và có hai em bé, tôi không khỏi gặp khó khăn với cuộc sống mới. Trước đây lúc nào tôi cũng ở bên ngoài, đến phim trường tham gia công việc kinh doanh, nhưng bây giờ lúc nào tôi cũng ở nhà, mở mắt ra là những công việc không tên ập tới, chăm sóc con, cho bú, vắt sữa, thay tã, sắp xếp đồ cho con. Trước đây tôi nghe nói mẹ bỉm bận lắm nhưng không tin, vì khi đó tôi nghĩ chăm em bé không có gì phức tạp. Tới khi trải nghiệm thực sự tôi mới biết là mẹ bỉm thực sự bận, Sam tâm sự. Bận rộn với việc chăm con, nhưng Sam từng chia sẻ cô thấy may mắn khi ông xã tâm lý hỗ trợ mình trong cuộc sống. Anh tình nguyện ở nhà cả ngày chăm sóc hai con để bà xã yên tâm dự sự kiện. Chỉ sau 3 tháng sinh nở, Sam nhanh chóng giảm cân thần tốc tới 20kg để lấy lại vóc dáng gọn gàng thanh thoát. Hiện tại cô đang ở mức cân nặng 48kg. Thời gian qua hành trình bầu bí sinh con của Sam được nhiều người quan tâm. Vào tối ngày 27 tháng 2, nữ diễn viên thông báo cặp song sinh đầu lòng chính thức chào đời nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Cặp bé rồng nhà Sam gồm một trai một gái. Sam đăng ký kết hôn với bạn trai vào tháng 4 năm ngoái, nhưng chưa tiết lộ chi tiết về kế hoạch lên xe hoa. Danh tính ông xã cũng được cô giữ bí mật. Trong một sự kiện gần đây, Sam cho biết hai người quen nhau khi từng là đối tác trong kinh doanh. Ông xã là người Hàn Quốc, rất tâm lý và thấu hiểu cho công việc của vợ. Cô cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn nói chồng cô là sát. Anh ấy không phải cá mập mà là cá con thôi. Anh ấy là người rất bình thường, bình dị thôi. Sam bật mí về người ấy. Về lý do che mặt ông xã trong những bức hình công khai trên trang cá nhân, Sam nói cô muốn tôn trọng quyết định của chồng vì anh không thích xuất hiện trước truyền thông. Hậu kết hôn, Sam cho biết bản thân cô và chồng sẽ ra mâu thuẫn vì quan điểm khác nhau. Chồng người Hàn Quốc của Sam muốn giữ sự riêng tư cho các con, còn Sam lại muốn khoe hai thiên thần nhỏ của mình. Anh nói tôi muốn chia sẻ ảnh con thì cứ chia sẻ, nhưng đến khi em bé lớn hơn, bắt đầu có suy nghĩ và quyết định riêng. Nếu con nói không muốn đăng hay chụp ảnh, quay clip thì anh muốn tôi tôn trọng con. Người đưa tin dẫn lời Sam.